Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nhé Ở à, Trong video này thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn Học 10 từ vựng trong phần thứ 3 Tổng hợp từ vựng HDK4 uh, nhé Chúng ta bắt đầu học từ đầu tiên nào Từ số 21 Chữ, chữ bờ này chúng ta sẽ đọc là P nhé Thì đây sẽ đọc là Bẻo cửa Bẻo cửa Là một danh từ có nghĩa là bảng hoặc là biểu hộ Ví dụ nhé. Chính lý bỏ chưa có bèo cửa thiến Có nghĩa là xin vui lòng điền vào biểu mẫu này. Thì chúng ta phân tích sâu một chút ở đây. Chúng ta sẽ có ba cái thanh ba đứng cạnh nhau. Thì cái thanh ba ngoài cùng bên phải vẫn giữ nguyên đọc là bỏ. Còn ví dụ từ nỉ này, này biến thành thanh hai đọc là ní. Chính biến thành thanh hai đọc là chính. Vậy cụ thể sẽ là chính ní bỏ Đấy, là cách đọc bạn nhé. Còn nghĩa thì từ chỉnh này có nghĩa là xin vui lòng hoặc là vui lòng. Nị là bạn, là cái ngô thứ hai người nói chuyện cùng bạn á. Bả là đem. Chưa cửa. Chưa cửa là cái này. Biểu. À, biểu đầy đủ của nó là biểu cửa. Còn có thể nói tắt là biểu. Như vậy chúng ta sẽ có một cái từ bả này cộng với cả một cái cụm danh từ là cái từ chưa cửa biểu cửa này có nghĩa là đem cái biểu mẫu này thiến từ thế này là một động từ có nghĩa là điền họ có nghĩa là bạn điền nó đầy đủ thông tin vào điền đúng chuẩn thông tin và không tẩy xóa ví dụ như vậy thì người ta gọi chỉ cần chúng ta chỉ cần dịch là điền vào thôi bạn nhé như vậy câu này sẽ dịch là gì nhỉ à, đây à, xin vui lòng hay là xin bạn hãy vui lòng gì điền đầy đủ cái à, thông tin và hay là đem cái biểu mẫu này điền đầy đủ thì chúng ta có thể hiểu tiếng việt của mình là vui lòng điền vào biểu mẫu này đây là cái cách dịch ấy, là chúng ta dịch thôi bạn. Còn cái ngữ pháp của nó thì mình vừa phân tích rồi nhé. Khi dịch thì chúng ta cố linh hoạt. Giờ mời bạn đọc nào. Chính bó nị. À, chính ni À, chúng ta đọc lại nhé. Chính ní ba, trưa cỡ biểu cửa thiến khó. Tiếp theo, số 22. Biểu dáng. Chữ bờ này đọc là P nhé. Biểu dáng là một động từ có nghĩa là uh, biểu dương, tán dương hoặc là tuyên dương. Ví dụ nhé, quán lão sư tại thái sở biểu dương Tiểu Lý, có nghĩa là cô giáo Vương ấy khen ngợi Tiểu Lý trên sân khấu. Phân tích thì chúng ta có, quán là vương nhé, lão sư là giáo viên. Ở đây thì uh, xin phép dịch là cô giáo vương bạn nhé hoặc là bạn có thể hiểu là thầy giáo vương cũng được quáng lão sư ở đây chúng ta sẽ có một cái cụm trạng ngữ chỉ cái nơi trốn từ thái này có nghĩa là trên cái sân khấu với bạn trên cái bục sân khấu á là trải thái sọ có nghĩa là trên sân khấu biểu dương là một động từ có nghĩa là biểu dương hoặc là khen ngợi ở đây chúng ta sẽ có hai thanh ba thanh ba đầu tiên từ xéo biến thành từ xéo đọc là xéo lý là một tên riêng nhé, có nghĩa là tiểu lý. Vậy tóm lại, câu này chúng ta dịch như vậy nhé. À, chúng ta thường dịch cái hành động trước này, biểu dương hay là khen ngợi bạn tiểu lý này, sau đó thì mới nó đến ở đâu. Ví dụ đây là trên sân khấu. Chúng ta dịch sau nhé. Với tiếng Trung thì chúng ta đặt ở giữa, có chủ ngữ này, từ chỉ địa điểm này, cộng động từ này, à, cộng với cả tân ngữ nhé. Tân ngữ chính là cái danh từ. Đấy, ví dụ đây là cái danh từ này, đứng ngay đằng sau nhá, yeah, đứng ngay đằng sau hay là cái đại từ gì gì đấy nói chung danh từ cụm danh từ đại từ đứng ngay sau động từ các bạn bạn nhìn đến động từ bạn sẽ biết được tân ngữ nhá giờ chúng ta đọc nào Wang lão sư tại thái xảo, số 23 bình can .冰 can là danh từ có nghĩa là bánh quy ví dụ này Ủa, hấn, hoan, chư, can Có nghĩa là tôi rất thích ăn bánh quy Phân tích nhé à, Đây chúng ta sẽ có từ Ủa, từ Hẳn và từ Xỉ Giữ từ Xỉ này Hẳn đọc là Hẳn Ủa, ở chỗ này bạn có thể đọc là Ủa cũng được Hoặc Ủa cũng được à, Bạn có nhớ mình hướng dẫn các bạn là có hai cách đọc Nhưng mà đối với những trường hợp mà có nhiều cái thanh ba quá Thì bạn cứ biến cho nó dễ đọc Còn nếu bạn cảm thấy rằng có thể biến so le được Ví dụ à, giữ một cái, biến một cái, xong giữ một cái thì bạn có thể uh, biến, ví dụ như mình vừa đọc nhé. Ủa hấn, xỉa khoan. Tại vì sao mình đọc như vậy? Là vì mình quen miệng rồi. Bạn hoàn toàn có thể đọc là Ủa hấn, xỉa khoan. Đều có thể được nhé. đó Phân tích nào. của là tôi. Hấn là rất. Xỉa khoan là thích. sư là ăn. Biển can là bánh quy. Vậy, xì, biển can thì bạn đọc thuộc lòng. Có nghĩa là ăn bánh quy nhé. Bạn đọc nào. 我很喜欢吃饼干. Số 24. 并脚.并脚. Có nghĩa là hơn nữa. Chữ B này vẫn đọc là chữ P nhé. Ví dụ này. Ồ, cái này mình bị lỗi này bạn. Từ thanh 4 nhé. Y trả dạng tạo sứ chén. Nì mến chiêu tròn tạo. Bình chỉa lý khai có nghĩa là trong nháy mắt mọi người sẽ lớn lên và rời đi nỉ mân ở đây có thể hiểu là mọi người thì chúng ta phân tích bạn nhé ở đây chúng ta sẽ có một cái cụm là y trá yên trả đọc là trá biến điện thành ba nhé y trá yên có nghĩa là một cái trước mắt này bạn hay bạn có thể hiểu là trong nháy mắt đó tợ sứ có nghĩa là thời gian Đấy. y trá yên tợ sứ đây là một cụm, mình khuyên bạn nên học thuộc lòng có nghĩa là trong thời gian nháy mắt hoặc đơn giản dịch là trong nháy mắt nỉ mẫn là các bạn hoặc có thể hiểu theo kiểu là mọi người nói chung chiều là sẽ khuê à, chiều khuê là một cụm nhá, có thể hiểu là sẽ tròn tỏ từ này không đọc là tròn bạn nhé đọc là tròn đi với từ tỏ tròn tỏ có nghĩa là lớn lên tinh chỉ có nghĩa là và tức là hơn nữa ở trong trường hợp này chúng ta có thể dịch là và nhé hơn nữa hoặc là và hoặc là đồng thời cũng được Đấy. lý khai có nghĩa là rời đi có nghĩa là mình bỏ đi chỗ khác á và xin mời bạn đọc nào y trả nhẹn tợ sứ nỉ mến chiêu khuy tròn tỏ bình lý khai tiếp theo nhé từ bố đây là chữ P này bố sư bố sư là tiến sĩ ví dụ này Xào miếng khảo sang là bố sư có nghĩa là tiểu minh trúng tuyển tiến sĩ hay là thi đỗ tiến sĩ thì phân tích từ xào miếng ở đây là một tên riêng bạn nhé Xào miếng khảo là thi khảo sang có nghĩa là thi đỗ hay còn gọi là trúng tuyển đấy bạn. Bố sư là tiến sĩ. Câu này khá đơn giản thôi. Các bạn chú ý nhé, chúng ta sẽ có cái cụm từ là khảo sang là bố sư. Khảo sang là bố sư. Có nghĩa là trúng tuyển tiến sĩ hoặc là thi đỗ uh, tiến sĩ rồi. Thì xin mời bạn đọc nào. Xào miếng khảo sang là bố sư. Xào miếng khảo sang là vô sư. Tiếp theo số 26. Từ bú tản. Bú tản. Ở đây sẽ có một trường hợp là từ này thông thường đọc là bú thanh 4. Tuy nhiên đi với từ tản này thanh 4. Vậy cái từ thanh 4 của từ bú này nhá Nó chuyển thành thanh hai. Tạo thành từ bú này. Đấy, nói chung là bạn cứ học thuộc lòng nhé. Bú tản. Có nghĩa là không những. Đây là một liên từ nhé. Ví dụ này. Tha có nghĩa là cô ấy không những xinh đẹp mà còn có thành tích cao, thành tích tốt. Chúng ta phân tích nhé. Tha ở đây là cô ấy, tha nữ nhé. tàn là không những, chẳng ta, giống như vừa nãy từ chẳng ta, nghĩa là lớn lên từ chẳng cho, có nghĩa là ý bảo là kiểu lớn lên như thế nào đó thì có một tính từ đằng sau đây là từ phéo lẻo từ phéo lẻo này là xinh đẹp vậy vậy cả một cái cụm là trọng tơ phéo lẻo có nghĩa là lớn lên xinh đẹp ở chỉ hơn nữa này đây là mà còn nhé khái dầu ở đây chữ dầu và chữ họ có hai thanh ba từ dầu này sẽ biến thành từ dấu nhá hái dấu ấy họ à, khái dầu có nghĩa là còn có họ là tốt từ trống chi này có nghĩa là thành tích hào chống chi là một cụ có nghĩa là thành tích tốt thành tích cao mời bạn đọc lại nào tha bố ta trọng to theo lẻo ở trẻ yếu hào chi số 27 à, tương tự như vừa nãy à, từ bu này biến thành từ cú bởi vì đằng sau nó là từ của đọc là bố của bố của có nghĩa là phó từ nhé, có nghĩa là chẳng qua. Và ví dụ nhé. Zhe zhi bú guo shi yi jian xiao shi. Ni yung wei le ta Có nghĩa là đây chẳng qua chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Bạn không phải lo lắng về nó đâu. Thì chúng ta phân tích một chút nào. Từ zhe là đây. Zhi là chỉ bố của có nghĩa là chẳng qua. Sự là cả cái cụm này chưa trừ bố của sự. Dịch là đây chỉ chẳng qua là hay là đây chẳng qua chỉ là cũng được bạn. Ý trên là một nhá Sự là sự, xiao là việc là tiểu sự đấy, tức là việc nhỏ thôi. Ý trên xiao nhỉ là bạn này. Bố dùng. Bố có nghĩa là không cần. Vậy là Vậy là là vì nhá. Tha ở đây là tha nó, tha sự việc các bạn. Vậy là tha tức là vì nó hoặc là về nó. Ở mà này. Phán nọ à. Phán nọ là kiểu lo lắng, phiền não Hay là ưu phiền, muộn phiền Đấy, như vậy cái câu này là thay vì chúng ta dịch gì uh, là gì vì nó mà ưu phiền thì dịch là không phải lo lắng về nó thì cái dịch này mình nói rồi bạn phải linh hoạt nhé trong cái video số 2 mình nói uh, thì cái này mình phải linh hoạt trong quá trình dịch cái cụm nó là như vậy nhưng khi mình dịch ra thì mình linh hoạt cho nó phù hợp với cái cách hành văn của bạn nhé giờ bạn đọc lại nào chứ bố của sự dùng là Phán nào Số hai mươi tám nào. Bù tửa bù. Bù tửa bù. Đây là từ nối nhé. À, bạn có thể nói là à, liên từ cũng được. Có nghĩa là không thể không. Hoặc là cần phải. Hoặc là bắt buộc phải. Ví dụ nhé. Chùa ấy ý cọ hảo xuế sổng. Ní bù lão sư có nghĩa là là một học sinh ngoan học sinh giỏi á thì bạn phải nghe lời giáo viên hoặc là bạn không thể không nghe lời giáo viên thì phân tích nào từ chỗ ấy có nghĩa là là à, ý cỡ là một nhá xế sọng là học sinh ý cỡ xế sọng là một học sinh từ họ này là ngoan hoặc là tốt chỗ ấy ý cỡ học xế sọng là một học sinh ngoan Nếu bạn bù tửa bù không thể không hoặc là phải. Thiên là nghe. Lào sư tợ, có nghĩa là giáo viên nhé. Từ khoa này là lời nói. Vậy, lào sư tợ khoa. Hay là thiên lào sư tợ khoa. Có nghĩa là nghe lời của giáo viên. Thì các bạn nên học thuộc lòng hai cái cụm này nhé. Chúng ta đọc lại nào. Chùa ấy ý cỡ hào xế sọ. bù bù thiên Lào sư tỏ hoa. Số hai mươi chín nào. Bù quản. Bù quản. Đây là một từ nối hoặc một liên từ. Có nghĩa là cho dù, bất kể, bất luận. Ví dụ nhé. Bù quản bái thiết hay sử khê dễ. Họ hấn nụ nị tá tỏ tuy hào chế Có nghĩa là bất kể ngày hay đêm, tôi đều làm việc chăm chỉ để đạt được kết quả tốt nhất. À, phân tích sâu, chúng ta có từ bu quả là bất kể. Bái thiên là ban ngày nhé. Bái là màu trắng các bạn. Bái thiên là ban ngày. Hải sử hay là hay dê. Dê là đêm. Hay là đen các bạn. Hay dê cũng như là ban đêm. Thì từ bái thiên và hay dê là hai từ trái chiều nhé. Của tôi tâu đều Hẳn và nủ chúng ta sẽ đọc là hấn nhé. Hấn nủ ni tức là rất nỗ lực. Tá tạo là đạt được cái gì đó. Đây chúng ta sẽ có từ chía của. Chía của là kết quả. Tá tạo, chía của đạt được kết quả. Cái này mình cũng nên học thuộc lòng. Chơi tờ. Chơi có nghĩa là tốt nhất. Như vậy cái cụm từ chơi họ tờ chế của là kết quả tốt nhất. Hoặc là cụm từ tá tạo, chơi họ tờ chia của có nghĩa là đạt được kết quả tốt nhất bạn đọc lại nào bù quản bái thiên sử hay yê tô hẳn tá tỏ chia của tiếp theo từ vựng cuối cùng của video này nhé từ bù chín bù là một từ nối hoặc là một liên từ có nghĩa là không chỉ Ví dụ này. sư, ngoài mạo, mẹ. ni hái yêu tớ, trư sản. Có nghĩa là không chỉ có vẻ đẹp ngoại hình mà bạn cần phải có cái phẩm hạnh nữa. Cái mỹ đức nữa. Đấy. Thì chúng ta phân tích sâu nhé. Từ bù là không chỉ sư là này. Bù sư không chỉ là. Ngoài là bên ngoài màu là cái uh, cái cái hình dáng các bạn từ oai màu này cuối kết hợp lại có nghĩa là kiểu cái hình dáng bên ngoài trư mẹ, có nghĩa là đẹp oai màu trư mễ là một cụ có nghĩa là cái đẹp về hình dáng bên ngoài nhé nì hái nhỏ có nghĩa là bạn cần phải bạn còn cần phải dâu là nữa nhé mày là đẹp này tứ này là đức đức trong cái từ gọi là uh, ân đức các bạn kiểu những cái điều thiện á Đấy, tiếp theo này chúng ta có từ chư sản. Chư sản là thiện. Như vậy, mẩy tứa chư sản có nghĩa là phẩm hạnh. Hay còn gọi là phải có đạo đức tốt. Đấy, phẩm hạnh tốt, đạo đức tốt, Để có cái thiện lương, phải có cái đức hạnh nhé. Đây phần này. Thì chúng ta sẽ lấy hai cái ngoại hình và cái bên trong. Bạn đọc thuộc lòng cái cụm này nhé. Giờ bạn đọc lại nào. Nghĩ bù chỉ... À, sorry các bạn. Chúng ta đọc lại nào. Bù chỉ sử... Mò, trư mẹ, trư sản. Thưa các bạn, vừa rồi là video từ vựng phần thứ ba của cái HK4 này nhá. Thì mình chúc các bạn học tốt mỗi ngày nhé. Hy vọng mình đã giúp các bạn được một chút ít gì đó trong cái quá trình học tiếng Trung vất vả rồi. Và nếu bạn cảm thấy video của mình hữu ích, á, giúp được bạn á, hãy đăng ký kênh bật thông báo để chúng ta cùng luyện tiếng Trung nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến bây giờ. Hẹn gặp lại các bạn nhé. 再见。